3, 2, 1, diễn. Xong rồi hả? Xong rồi. Rồi xuống đây đi anh coi. Từ từ khoát. Cái gì nó cấm như vậy? Thế à? Ủa thiệt hả? Tưởng đâu là bị cấm thiệt chứ. Không có. Bị cấm thiệt mà. Ủa bị cấm thiệt mà. Ủa chuyện này lâu lắm vậy đó chứ. Trong kịch bản. Trong kịch bản nó cấm. Ý là tưởng là thật. Ê khoan. Có cái gì nó cấm. Cái gì phải của anh. Trời ơi. Em thấy không. Năm nay năm 2023 rồi. Là điện thoại điện một này cũng biết mình hình. Cái này nó lỗi thời lắm rồi. Để vào bữa thì người chồng cần phải. Thì hả? Cái mùi bố rồi mắt mới ra đó, anh thấy cũng được. Hay là em mua cho anh đi. Anh biết chọn quá ha. Thôi được rồi, để vài bữa em gọi điện cho ba xin con cho anh nha. Thì hả? Chứ sao, em có la lẽ bây giờ không? Cưng dở quá à. Thế bây giờ anh còn không biết làm gì nữa không? Anh biết chứ, bây giờ em chỉ việc nằm xuống thôi, gọi chuyện cho anh lo. 3, 2, 1, gì? Em yêu. Anh yêu, sao hôm nay anh đi làm về sớm quá vậy? Trời, thì tại vì anh nhớ em quá. Lúc nào cũng muốn về sớm để được em á. Anh hư quá à. Tối hôm qua mình còn làm tới sáng mà bây giờ để đòi rồi. Làm sao á mà chết được. Chẳng qua là tại em biết đủ quá. Làm cho anh chẳng biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Thật dễ gì. Cô đừng có diễn nữa. Chính cô á. À lại đi rồi mở nó bị ra. Quá. 3, 2, 1, diễn. Thật dễ gì hả anh? Quỳ hỏi đi. Lột cái bộ mặt giả mạo cô xuống đi. Cô định diễn đâu bây giờ hả? Diễn gì cô? Em không hiểu anh nói gì hết á. Mẹ đó. Mẹ đó. Mẹ đó. Mẹ mà chết vô đi chứ. Trở lại nha. Nó bị nhanh á. Ngồi lại câu trước đó nữa. Cô thôi đi, cô định diễn đó bây giờ hả? Bây giờ cô lột cái bộ mặt cáo già cô xuống đi. Diễn gì hả anh? Em không hiểu anh đang nói gì á. Cô đúng là có tố chất của một diễn viên mà. Nhưng mà cô đã mắc một phải sai lầm không đáng có.